phẩm. Sau khi hoàn thành sản phẩm, chúng tôi thấy các trên đều dán cọc kính thì không thể nào thì sẽ mất thêm thao tác dán và không thể nào tái sử dụng lại được. Nên chúng tôi đã cải thiện bằng cách tạo pin cài. Có dây rút rất tiện lợi trong việc bảo vệ, di chuyển cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ của sản phẩm. Ở trên miệng túi có gắn logo và đặt thuốc khẳng định thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi tin chắc rằng sản phẩm sẽ làm hài lòng của khách hàng. Trên đây là phần báo cáo một số sản phẩm của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi xin trao tặng các tập đoàn sản phẩm của chúng tôi. Xin mời ý kiến của các tập đoàn. Xin mời tập đoàn Nguyễn Thị Phương. Tôi thấy phần báo cáo của các bạn rất là hay và sản phẩm của các bạn đạt đủ tiêu chí. Nhưng mà tôi có một câu hỏi về cho các bạn. Đó là tại sao các bạn lại nghĩ ra ý tưởng là những chiếc túi đựng quà có dây rút thay vì những chiếc hộp đẹp mắt đang được bán trên thị trường hiện nay? Xin cảm ơn câu hỏi của tập đoàn Nguyễn Thị Phương. Chúng tôi chọn sản phẩm bỏ ra vì đàn cái túi dây rút để đựng quà vì chúng tôi muốn đa dạng về chất liệu cho các dòng sản phẩm. Mặt khác, chúng tôi muốn hướng đến thị trường nước ngoài. Hiện nay các khách hàng phương Tây rất thích chất liệu và vải thô và vải ngay như này. Mình xin cảm ơn câu trả lời của các bạn đến từ một tập đoàn thì mà mình tặng vào bây giờ thì chúng tôi có cái phần mà các bạn trả lời thì cũng lòng cái phần gợi ý rất là hay để chúng tôi khi mà thiết kế các cái sản phẩm của nhóm mình thì chúng tôi sử dụng cái chất liệu mà các bạn đã dùng. Mình xin cảm ơn cái phần gợi ý rất thú vị của các bạn. Xin mời các câu hỏi tiếp theo. Xin mời chuyên gia của tập đoàn Nguyễn Trãi. Vừa rồi thì tôi thấy là sản phẩm của tập đoàn các bạn rất là đẹp và rất là xinh xắn. Tuy nhiên tôi cũng có một câu hỏi dành cho tập đoàn của bạn. Nếu như tôi muốn đựng cái đồ vật có khối lượng nặng hơn trên thiết bị này thì các bạn sẽ sử dụng nguyên liệu gì để làm bao bì? Bìa cứng, bìa cắt tông hoặc đốt một miếng bìa dưới đáy hộp. Tôi với vai trò là chuyên gia tư vấn của Bạch Đằng với tập đoàn Bạch Đằng thì tôi xin được đóng góp ý kiến như sau. Để đáp ứng được cái yêu cầu của tập đoàn các bạn đưa ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những cái nguyên liệu phù hợp hơn với để phù hợp với các yêu cầu của tập đoàn các bạn. Và bên cạnh đấy chúng tôi sẽ còn
tìm hiểu quan tâm nhiều hơn nữa đến phần bao bì, mẫu mã bao bì để đáp ứng được cái thị hiếu của khách hàng hiện nay và cái nhu cầu thị trường. Xin cảm ơn sự chia sẻ của tập đoàn bạn. Còn tập đoàn nào có ý kiến khác không ạ? Vậy là chúng ta không còn câu hỏi nào khác thì tập đoàn Bạch Đằng xin cảm ơn đến những đánh giá và các ý kiến và các câu hỏi đến từ các tập đoàn, đến từ các tập đoàn. Sau đây xin mời phần báo cáo của tập đoàn Nguyễn Trãi ạ. Đảm bảo điều kiện đưa ra thị trường.
chúng em cũng đã nghiên cứu sản phẩm thì thấy ở các chợ, các siêu thị thường đựng trứng bằng túi ni lông hoặc hộp nhựa sẽ thải ra môi trường, làm ảnh hưởng tới môi trường sống của chúng ta.